Vạch trần sự thật rùng rợn tại Tịnh Thất Bồng Lai, vai trò của Lê Tùng Vân gây sững sờ. Những ngày vừa qua, thông tin liên quan đến vụ án Tịnh Thất Bồng Lai một lần nữa gây rúng động dư luận với những tình tiết mới. Theo đó, tất cả các đối tượng tại Tịnh Thất Bồng Lai đều bị đề nghị truy tố sau thời gian dài điều tra và làm việc. Theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt sự thật tại cơ sở tai tiếng này cùng ông Lê Tùng Vân đã được phơi bày. Nhiều thông tin khiến khán giả phải bất ngờ và choáng ngợp. Đằng sau các video của Tịnh Thất Bồng Lai đều xúc phạm, phỉ báng tôn giáo nhằm thu hút người xem và trục lợi cá nhân với số tiền lớn. Tuy nhiên, Tịnh Thất Bồng Lai không thể tự mình nổi lên. Những người này đã phất lên kể từ khi tham gia các game show, chương trình giải trí nhằm thu hút sự thương hại từ cộng đồng mạng. Vào năm 2014, tại Giọng Hát Việt Nhí, Huyền Trân xuất hiện và giới thiệu từ Tịnh Thất Bồng Lai, nhận được sự quan tâm từ khán giả và sự giúp đỡ từ nam ca sĩ Quang Lê. Tuy nhiên, sau đó, Quang Lê nhận ra sự thật về cô bé này và từ đó Huyền Trân biến mất khỏi showbiz Việt. Đến năm 2017, hai sư thầy của Tịnh Thất Bồng Lai là Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên lại xuất hiện trên sóng truyền hình và hát nhạc trữ tình. Tất cả mọi người, kể cả đài truyền hình Vĩnh Long cũng bị qua mặt. Đến khi Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An lên tiếng cho biết hai người này đều giả sư thầy, mạo danh nhà chùa. Đến năm 2019, một lần nữa Tịnh Thất Bồng Lai trở lại game show, không những bị tẩy chay mà còn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi sự xuất hiện của năm chú tiểu cùng màn biến hóa quá khứ không ai ngờ. Lừa dối khán giả và ban tổ chức, năm chú tiểu được giới thiệu là trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ để nhận tình thương từ khán giả. Và hiển nhiên, năm chú tiểu đã ra về với phần thưởng 300 triệu đồng, hai danh hài Trường Giang và Trấn Thành còn tặng cho dàn thí sinh đặc biệt này 50 triệu đồng. Sau khi chương trình kết thúc, các video về năm chú tiểu tiếp tục gắn mác thách thức danh hài nhằm xin tiền tài trợ, đính kèm hai số tài khoản để lừa dối lòng hảo tâm trong và ngoài nước. Sau quá trình điều tra và tìm hiểu, Lê Tùng Vân chính là người đứng sau và chỉ đạo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên tạo tài khoản YouTube để đăng các video. Những người này cố tình tạo dựng cắt ghép những hình ảnh nhằm thu hút người xem, kiếm tiền phi pháp, kêu gọi đóng góp từ thiện bất chấp cả pháp luật. Hiện sự việc và thông tin liên quan đến vụ án Tịnh Thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận và khán giả cả nước.